Liên tục là phần dự báo thời tiết ngày cuối tuần. Chào buổi trưa chị Hồng Quyên. Sáng nay thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh thành Nam Bộ nắng đẹp. Dự báo là chiều nay thế nào? Có mưa gió gì không vậy chị? Xin chào anh Nhật Minh và quý vị khán giả. Dự báo mưa muộn về chiều tối không đáng kể đâu ạ. Mưa thì chỉ xảy ra lác đác một vài nơi ở Nam Bộ và lượng hầu hết đều dưới 25mm. Và thời gian mưa thì cũng ngắn, chủ yếu là làm dịu không khí. Còn trong chiều ngày hôm nay, khắp các tỉnh thành của khu vực Nam Bộ thì trời đều có nắng và khá là nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 32 đến 34 độ. Có Biên Hòa của Đồng Nai chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Cùng với đó thì chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV đầu giờ chiều ngày hôm nay ở Nam Bộ cũng sẽ lên cao. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau đều ở mức 10, đây là ngưỡng rất cao. Nếu mà để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng quá 20 phút mà không có các biện pháp bảo vệ, da sẽ dễ bị cháy nắng. Vì vậy, quý vị nên hạn chế ra ngoài từ thời điểm này cho tới khoảng trước 14 giờ. Và trước khi đi ra ngoài thì hãy nhớ là bôi kem chống nắng đầy đủ. Bên cạnh đó có thể kết hợp như là đeo kính có khả năng chống lại tia UV, đội nón hoặc là mặc áo khoác chống nắng. Còn đối với thành phố Phú Quốc, dự báo trong chiều ngày Chủ nhật cuối tuần thì cũng sẽ có nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng là 32 độ. Mưa rào nhẹ về chiều tối nhưng rồi thì cũng sẽ dứt nhanh, nhiệt độ thấp nhất là 27 độ. Trên biển, khắp các vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, Kiên Giang, cảnh báo sẽ có mưa một vài nơi về chiều tối. Còn ban ngày thì trời có nắng, gió khoảng cấp 4 đến cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động.